anh có bị hiện tượng sử dụng bệnh gì về cái các tiểu đường cái sinh hoạt gì không? Hoàn toàn bình thường. Giờ bây giờ chơi thể thao chạy cái cái bên trái mặt trái của anh ấy bây giờ còn khó chịu nhất là cái gì? Anh à? Có mấy giờ? Bây giờ nó chỉ có một là chảy cái nước mắt này, không? Còn với cả nói chung là anh tuổi cái thứ này nó có phần béo sức. Thôi được sao? Thế ngày đấy nó điều trị không tốt lắm, để di chuyển lại di chứng khá là nhiều. Chứ bình thường mình điều trị là nó phải khoảng cả. Nhưng cái đợt đấy là anh bị là bị do thời tiết hay là bị viêm cái gì không? Đợt đấy anh nhớ anh lên một cái ngọn ở tài à. Nó ở trên tài xong anh đi và cũng rời mưa lại trong một thời thế à. Đi sau hôm mưa, còn cái, nhưng mà cái ngọn ở tài là vị trí nào? Nó không, nó tự đi nó sưng ở cái tài này, như kiểu con thì đốt ấy, nó sưng lên nó đỏ tài này. Rồi anh mới đi, anh lên mới bảo khám cái ngọn tại đây. Thế nó mới về nhà thấy cái bệnh viện. Hôm nay đi vào trời mưa đúng không? Cho nên là bởi vì là cái bệnh này của anh thì nó có thể nguyên nhân là tại vì là tai này, cái viêm tai giữa, hoặc là bị do lạnh cũng có thể bị, hoặc zona thần kinh cũng có thể bị. Thế nên là nhiều khi là cái nguyên nhân của anh bị lẫn lộn vì mình vừa bị tai này và lại vừa bị đi trời mưa. Cho nên là cái thời điểm đấy, nếu mà em gặp anh thời điểm đấy em sẽ xác định rõ được là cái nguyên nhân gì, vì dựa vào cái khám triệu chứng ở bên trên lâm sàng mạch bắt mạch có thể biết được. Nhưng mà nó cũng lâu quá, mất mất 4-5 năm rồi đúng không? Thế bị từ 2013-2014 như thế nào? Bây giờ sau này anh có đi được đến đâu khám và điều trị được không? Không, anh chỉ có châm cứu ở một chỗ đó. Thì thực ra là chắc là anh cũng đọc cũng tìm hiểu về cái bệnh này, chắc anh cũng nắm được là cái giai đoạn tốt nhất của nó là thời gian nào đúng không? Còn đường là sau 1 năm, thời thường là sau 1 năm thì nó đã điều trị rất là khó rồi, cái di chứng của nó cũng gần như là khó khắc phục, mà càng lâu thời gian thì càng khó phục. Thế nhưng mà đương nhiên là đến cái thời điểm của anh là khoảng 4-5 năm thì cái mức độ tiến triển và khắc phục của nó không đơn giản, nó không được phục hồi được nhiều. Nhưng mà nếu mà dùng cái phương pháp này thì nó vẫn có thể, tức là vẫn có thể là nó cải thiện được cho mình thêm. Thì em không bảo, em không khẳng định với anh và em cũng nói luôn là không hỏi được 100% như lúc chưa bị. Nhưng tùy từng cơ thể từng người nó sẽ đáp ứng. Đấy, tùy cơ địa từng người đáp ứng thì nó sẽ cải thiện được bao nhiêu phần trăm. Ví dụ như là anh, nó sẽ kéo lại được cái mặt của anh cân hơn này, thổi sáo được dễ hơn này, mắt nhắm kín hơn này, với hai đỡ chảy nước mắt. Đấy. Còn cái đến cái thời điểm này của anh thì anh không cần phải thời điểm này thì không cần phải uống thuốc bắc nữa, vì là nó lâu quá rồi. Ví dụ anh mới bị trong vòng độ khoảng nửa tháng thì ok, em bắt buộc em phải bắt anh uống thuốc thì nó mới hiệu quả. Đấy. Còn đến thời điểm này thì em sẽ khi mà em sẽ điều trị cho anh, và thứ hai là em sẽ viết cho anh một cái đơn nhé, viết cho anh một cái đơn, sau đấy anh mua thuốc em tây y. Tây ok, thuốc tây bây giờ thì không cần phải uống thuốc bắc nữa, thuốc tây uống cho em trong đúng cái thời gian em cần, trong đúng cái khoảng thời gian kế trị. Em viết cái đơn cho anh gì ạ? Gần đây cho tớ một cái đơn. Cho anh ra cuối thuốc này có thể mua được. Anh uống kết hợp thêm để nó tăng thêm cái tác dụng kế trị đi. Vì còn thời gian... Cái thời gian kế trị nó phải kiên kết gì ạ? Không ạ, của anh thì không phải kiêng gì cả. Ăn uống bình thường. Nhưng mà kiêng tức là mình không được để nước nó vào. Trong vòng 3 ngày thì không được để nước vào. Tí nữa sẽ em sẽ cho chỉ vào trong này các cái vị trí về trên mặt của anh. Thì anh phải kiêng không được rửa mặt, lau mặt vào đây. 3 ngày không được rửa mặt. Hôm nay là chủ nhật thứ hai đến thứ ba thì anh bóc ra được, bóc hết cái ơ gâu ra được và anh rửa mặt được bình thường. Nhưng trong vòng ngày nay, ngày mai, trước ngày thứ ba là anh không được rửa nước vào đấy, nước vào đấy nó hỏng hết chỉ của em. Bởi vì trong vòng 2-3 ngày đầu nó đã kích thích rất là mạnh và lúc đấy là nó đang điều khí đến huyệt của anh. Đấy, thì anh cho nước vào cái nó hỏng hết, không có tác dụng gì nữa, lại về không nhá. Không được rửa bà. Anh muốn rửa thì rửa bên này này. Rồi. Và thứ hai là lấy cái khăn ẩm mình lau, đừng có để nước vào. Khăn ẩm để mình lau các cái vị trí bên cạnh. Đấy. Hai nữa là ở trong này thời tiết thì nó nóng, mình hay bị ra mồ hôi. Thì khi mà nếu ra mồ hôi thì anh cái ơ gâu này này, thì bọn em sẽ cho anh thêm cái ơ gâu về nhà. Nếu mà nó bị bong cái nào ra thì anh dán lại cho em ngay nhá. Đấy. Cho tớ cái đơn đâu nhiều người nhỉ? Đây à?
nay anh làm với công việc gì anh? Anh thì kinh doanh ở nhà. Vâng. Chắc ở đây trong này cũng lâu rồi. Chụp làm. Anh uống tất cả của cho em trong vòng 10 ngày nhé. Còn nửa tháng sau thì mình quay lại đây khám lại. Nửa tháng sau lại vào đây chứ. Bởi vì là em làm ở ngoài bệnh viện ngoài. Cái thuốc này thì anh mua đâu cũng được, quầy thuốc nào nó cũng có, thì thuốc nào cũng có, thuốc này nó phổ biến thôi. Thì một lát nữa cái chỉ xong thì anh cầm cái đơn này mua thuốc về uống cho em kết hợp thêm nhé. Tại vì em sợ là trước cái thời gian trước có tới 4 năm thì người ta điều trị anh người ta điều trị không đúng tiêu chuẩn. Vì nếu mà em hỏi không uống thuốc tây là thiếu, rất là tiếc vì thời điểm đấy này điều trị nó dễ hơn rất là nhiều. Nếu mà biết dùng thuốc tây kết hợp thuốc đông y kết hợp các phương pháp khác thì khỏi được hoàn toàn luôn, không để di chứng như bây giờ đâu. Cái liệt bảy ngoại biên này nó khó cũng không phải khó mà dễ không phải dễ. Nếu mà biết phương pháp điều trị cái điều trị thì nó khỏi hẳn luôn ấy, không để lại di chứng. Đây cái đơn này của anh nhé, tí nữa. Thưa quý vị và các bạn, do lượng bệnh nhân đổ về phòng khám chữa bệnh bằng phương pháp cấy chỉ rất đông nên quý vị hãy gọi tới số 0981 377 470 để đặt lịch và nhận tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Hiện nay, lợi dụng sự uy tín và nổi tiếng của thạc sĩ bác sĩ Ngô Quang Hùng nên có nhiều người đã giả danh của bác sĩ để trục lợi cá nhân. Vậy, phòng khám Hải Thượng Lãn Ông xin thông báo, hiện giờ phòng khám có 2 cơ sở. Cơ sở 1 tại Ngô Thì Nhậm, Hà Đông, Hà Nội. Cơ sở 2 tại 16/22A, đường số 6, khu phố X Thạnh, phường Trường Thạnh, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 0981 377 470. Website cấy chỉ.vn.